Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Kiến thức chuyên sâu. Trong bản tin chiều ngày 13 tháng 12 hôm nay, chúng ta tiếp tục tới với những sự kiện đang nóng bỏng nhất diễn ra ở Việt Nam khi mà chuyến công du của chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã sang ngày thứ hai, ngày quan trọng nhất. Tại sao tôi lại nói như vậy? Bởi vì chỉ tới ngày hôm nay, chúng ta mới thật sự biết được Việt Nam và Trung Quốc đã ký kết những văn kiện nào và sự hợp tác ở các lĩnh vực ra sao. Trước khi đi tới phân tích những văn kiện mà Việt Nam và Trung Quốc đã ký kết, chúng ta cần điểm qua các phương tiện truyền thông của phương Tây nói như thế nào về sự kiện trên. Reuters đã có một bài viết với tiêu đề như sau Việt Nam tăng cường quan hệ với Trung Quốc nhờ ngoại giao cây trẻ sau khi mới nâng cấp với cả Mỹ Nội dung của bài báo tôi thấy một mùi vị cay cay Ấn phẩm nhấn mạnh rằng Trung Quốc và Việt Nam đều do cộng sản cai trị Nhưng lại có bất đồng về yêu sách ở Biển Đông Tuy nhiên hôm nay cả hai lại cùng nhau đồng ý tăng cường quan hệ Để xây dựng một cộng đồng hướng tới một tương lai chung Điều này được thực hiện chỉ 3 tháng sau khi Hà Nội nâng cấp quan hệ chính thức với cả Hoa Kỳ trong chuyến thăm đầu tiên của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Hà Nội sau 6 năm, hai nước đã ký kết 37 thỏa thuận hợp tác, bao gồm cả quan hệ ngoại giao, đường sắt và viễn thông. Thật ra là chỉ có 36 thỏa thuận thôi, Reuters đã cung cấp sai thông tin, mà tôi và các bạn sẽ cùng tìm hiểu nội dung các thỏa thuận này ở phần sau của video. Chúng ta tiếp tục trở lại với nội dung của tờ báo Reuters. Không thể không thừa nhận, những thỏa thuận đã được ký kết với Trung Quốc đánh dấu một thành tựu to lớn của chiến lược ngoại giao cây tre từ Việt Nam. Việt Nam đã đồng ý ủng hộ sáng kiến xây dựng một cộng đồng chung tương lai cho nhân loại. Tuyên bố này đã được đưa ra vào ngày đầu tiên chủ tịch Tập Cận Bình tới và nó dự kiến sẽ được ký chính thức vào ngày hôm nay. Tiếp đó, Reuters cố tình bẻ sai thuật ngữ bằng cách nhấn mạnh rằng cụm từ tương lai chung được hiểu theo nghĩa đen tiếng Trung Quốc có nghĩa là chung số phận, nhưng cả bản dịch tiếng Anh và tiếng Việt đều ghi là tương lai chung. Được biết rằng các quan chức của hai nước đã tranh luận về cụm từ này trong nhiều tháng và phía Hà Nội gần đây mới bắt đầu miễn cưỡng sử dụng cụm từ tương lai chung. Đây chính xác là những lời mà truyền thông phương Tây cố gắng truyền tải cho các bạn đó. Các bạn có thể dễ dàng nhận thấy rằng trong mỗi bài viết của họ luôn có một sự chọc ngoáy để gây hiểm khích giữa hai quốc gia. Cả bản dịch tiếng Anh và tiếng Việt mà tôi đã truyền tải cho các bạn đều sử dụng cụm từ tương lai trùng. Nhưng họ cố tình bẻ lái và hướng nó tới là số phận trùng. Ngay cả khi chấp nhận với cụm từ tương lai trùng thì phương Tây vẫn cố gắng nói rằng chúng ta đang miễn cưỡng sử dụng dưới sự áp đặt của Trung Quốc. Vậy thực tế là có sự miễn cưỡng hay không? Chúng ta cùng phải theo dõi cách mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ rõ. Theo Cà Thàn, một nhà báo, một chuyên gia phân tích địa chính trị ở Ấn Độ đã bình luận trên kênh chính thức của mình rằng đã bao nhiêu lần các bạn thấy Chủ tịch Tập Cận Bình ôm một nhà lãnh đạo khác. Vâng, đây chính là Tổng Bí thư của Việt Nam, Nguyễn Phú Trọng. Họ là những đồng chí trong khi đó, một tài khoản tên là Sefin thì vào phản hồi như sau. Tôi đã xem một số cuộc phỏng vấn giữa hai quốc gia tối qua trên kênh truyền thông Trung Quốc. Tôi cảm thấy sự hạnh phúc. Họ chỉ nói về hòa bình, hợp tác, thịnh vượng và kinh tế cho tất cả mọi người. Tôi chưa bao giờ nhận được điều này từ chính phủ của chúng tôi. Luôn là sự sợ hãi, thù hận, chiến tranh. Nước Mỹ toàn là tiêu cực. Trong khi đó, một tài khoản tên là Pau thì bình luận như sau Phải chăng điều này có nghĩa là các chính trị gia của Hoa Kỳ thuộc phe thân phương Tây sẽ bắt đầu lập đi lập lại cụm từ là Việt Nam Cộng sản giống như khi họ luôn nhắc đến Trung Quốc Cộng sản Vậy đó, chúng ta đã nghe những bình luận từ khán giả thế giới nói về cái ôm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình với Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng của Việt Nam chúng ta những khán giả thế giới nói không sai mà, những người Mỹ bây giờ đến bất kỳ một tổ chức hay hội nghị nào, dù nó có là kinh tế, câu chuyện đầu tiên của họ vẫn sẽ luôn là chiến tranh và cấm vận họ không hề mong muốn hòa bình phát triển kinh tế thứ mà họ muốn là tạo ra bất ổn trên mỗi khu vực để sau đó thu lợi mà thôi điều này chẳng phải được chứng minh rất rõ từ lịch sử trong cuộc chiến việt nam và bây giờ là cuộc chiến ở ukraine và trung đông nhiều bạn hỏi tôi rằng việt nam và trung quốc cùng chung tương lai là gì nhưng cụm từ chính xác ở đây phải là cộng đồng cùng chung tương lai nó không chỉ bao gồm việt nam mà còn rất nhiều các quốc gia khác tương lai ở đây chính là gì cùng nhau phát triển kinh tế để đưa châu Á trở thành một khu vực giàu có bằng sáng kiến một vành đai, một con đường do những người Trung Quốc để ra. Có một điều tôi rất khó hiểu với một số người Việt Nam là chẳng phải chúng ta là những người châu Á, da vàng, nhưng các bạn lại suốt ngày đội phương Tây lên đầu như là chúa cứu thế. Phương Tây có giỏi không? Đúng họ rất giỏi. Tôi thật sự hâm mộ họ. Họ đã sáng tạo ra những phát minh rất vĩ đại để có thể thay đổi bộ mặt của thế giới. Nhưng điều này không có nghĩa là đội họ lên đầu muốn giỏi được như họ thì phải có ý chí vươn lên để so sánh với họ chứ không phải mang họ ra để thờ để cúng như là một vị chúa có rất nhiều người việt nam tự ti tự coi rẻ chính mình sống ở phương tây thì bị người ta phân biệt đối xử sau đó quay trở về nước để nói xấu phân biệt đối xử với chính những người dân việt nam Chẳng có một quốc gia nào có thể phát triển được nếu có những người như vậy cả. Bạn luôn cảm giác mình yếu hơn họ và cúi đầu trước họ thì làm sao bạn có năng lực hay ý chí để vượt qua họ. Nói chung với tôi đơn giản lắm, nếu châu Á có cơ hội trở mình vượt lên thì tôi chắc chắn sẽ ủng hộ châu Á chứ không phải là ủng hộ châu Âu hay là phương Tây. Cùng máu đỏ ra vàng hợp tác với nhau thì loài vẹn lại rẻ biểu. Trong khi hợp tác với cả Tây thì tôn vinh như là thánh. Thế là sao? Thế không phải là tự tì, tự hạ thấp chính thân phận và gốc gác của mình hay sao? Được rồi, để cho những người này mà lãnh đạo Việt Nam thì chẳng mấy chúng ta sẽ có một Zelensky mới. Rất may, điều đó không xảy ra và giới tinh hoa chính trị của Việt Nam là những người thật sự tài giỏi trong chiến lược ngoại giao cây trẻ. Hãy xem cái cách mà Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình luôn nắm lấy tay nhau để cùng đi trên thảm đỏ tới dự tiệc trà vào ngày hôm nay. Đây thật sự là một khoảnh khắc đặc biệt. Tôi đã theo dõi rất nhiều chuyến công du của Chủ tịch Trung Quốc tới gặp các nhà lãnh đạo của nhiều quốc gia. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy sự tương tác gần gũi đến như vậy. Nó cho thấy sự quan trọng và tôn trọng của cả hai nhà lãnh đạo việt nam và trung quốc với cả nhau đặc biệt trong tiệc trả tổng bí thư nguyễn phú trọng đã có một màn tiếp đón đầy đủ mặt mũi và ẩn ý cho chủ tịch tập cận bình được biết rằng cách đây một vài tháng khi tổng bí thư nguyễn phú trọng công du trung quốc chủ tịch tập cận bình đã tiếp đón lãnh đạo việt nam bằng một tiệc trà đầy cao quý không chỉ ở việt nam mà cả trung quốc việc sử dụng trà để tiếp đón khách quý đã trở thành một nét văn hóa của á đồng chỉ sau này, khi văn hóa của phương Tây gia nhập, chúng ta mới sử dụng thêm sâm bành hoặc là rượu vàng để tiếp đãi khách quý. Được biết rằng tiệc trà để tiếp đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Trung Quốc có tới 4 loại. Thứ nhất là hồng trà kỳ môn từ Vân Nam. Đây là một trong những thập đại danh trà của Trung Quốc có công dụng chống lão hóa, tăng cường hoạt huyết, giúp cải thiện trí não, bồi bổ tinh thần. Thứ hai là đại hồng bảo thuộc nham trà vũ di sơn nằm ở đông nam phúc kiến Loại này được xếp vào hàng cao nhất gọi là trà vương Được hái từ gốc cây đại hồng bảo tại chùa Thiên Tân Vĩnh Lạc Đây chính là một trong những loại trà siêu hiếm được coi là quốc bảo của Trung Hòa Không phải ai cũng được các lãnh đạo của nhà nước Bắc Kinh đem ra thiết đái Cả Trung Quốc chỉ còn có 6 cây trà này Nhưng cũng chỉ có 3 cây là cho ra những lá trà ngon nhất Tất cả 6 cây trà này đều là cây con của một cây gốc 1.000 năm tuổi Loại trà thứ ba mà Trung Quốc tiếp đãi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là nham trà Thủy Tiên từ vùng Vũ Di Sơn, Phúc Kiến. Cây trà này sinh trường ở những nơi có mỏm đá nham thạch thuộc loại tự nhiên, giá trị của nó sẽ tùy theo độ tuổi của cây, được chia thành ba cấp, đó là thủy tiên phổ thông, cao tùng thủy tiên và lão thủy tiên. Loại trà cuối cùng mà Trung Quốc tiếp đãi Việt Nam đó là nham trà Minh Tùng, cũng từ vùng Vũ Di Sơn Phúc Kiến. Loại này mới được gọi là mỹ vị của nhân gian, không phải vì độ quý hiếm của nó hay giá trị mà nó nằm ở chỗ. Đây là loại mà tất cả những người dân Trung Quốc thường mua để dùng chúc phúc nhau và dâng mừng các bậc hiền nhân. Vâng, đây đều là những loại trà rất quý hiếm, có loại lên tới 1,5 triệu đô la cho một cân. Điều đó cũng có nghĩa là trà mà phía Trung Quốc tiếp đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có giá thành cao hơn rất nhiều. Để hiểu mà, hàng được bán trên thị trường so với hàng cống phẩm để chính phủ tiếp đại khách quý nó phải khác. Như vậy chúng ta đã thấy phía Trung Quốc rất tôn trọng lãnh đạo của Việt Nam trong chuyến công du của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Vì vậy khi chủ tịch tập cận Bình tới, chúng ta cũng đã tiếp đón chẳng kém cạnh gì khi những người Trung Quốc tiếp đón chúng ta. Được biết rằng trong tiệc trà của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp đón chủ tịch Trung Quốc cũng có 3 loại trà được hãm ủ lên tới 3 năm, vô cùng quý giá. Loại đầu tiên đó là trà mạn sen đầm trị tây hồ với thành phần chính là bạch trà san tuyết cổ thụ Tây côn lĩnh Hà Giang kết hợp với gạo sen đầm trị tây hồ ướp hương qua 3 năm. Loại thứ hai là trà ô long lão trà từ Cao nguyên Mộc Châu Sơn La. Loại thứ ba là bạch trà chốt đỉnh 2.000 san tuyết cổ thụ Tây côn lĩnh Hà Giang hay còn được gọi là bạch trà chốt tiền thanh mình. Đây đều là những loại trà quý có giá thị trị thị trường lên tới hàng trăm triệu đồng một cân và tất nhiên loại trà mà tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp đón chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nó phải có giá trị cao hơn rất nhiều bởi vì được ấp ủ lên tới tận 3 năm mới đem ra tiếp đãi khách quý. Tôi cũng là một người nghiện trà, đã uống không biết bao nhiêu loại trà đá 3.000 ở khắp khu vực Hà Nội và các tỉnh khác. Thú thật nhìn thấy hai vị lãnh đạo cấp cao uống cũng muốn tập một phát xem nó có vị ra làm sao. Được rồi, nếu sếp nào cũng thuộc dạng nghiện trà thì có thể tham khảo tên của ba loại trà này và mua trên thị trường về uống thử. Tất nhiên là phải kiểm tra kỹ càng nhớ. Vì tôi nghĩ ba loại trà này sau buổi thấp đón chắc chắn sẽ lên giá và thậm chí là có cả hàng giả. Trở lại với tiệc trà của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp đái Chủ tịch Trung Quốc. Điểm nhấn ở đây lại không phải là trà. Theo tôi, chậu cây phía sau hai nhà lãnh đạo mới chính là điểm nhấn và ẩn ý chính theo chuyên gia trà đá duy khánh chủ của kênh kiến thức chuyên sâu nhận định rằng đây là thế song long xuất địa hai đầu phi long đang hướng lên trời là ẩn dụ cho việt nam và trung quốc nó chỉ ra rằng cả việt nam và trung quốc sẽ tự mình độc lập tự chủ trong việc phát triển đất nước tùy thuộc theo thực tế của mỗi quốc gia để cùng nhau hướng tới con đường thông thiên tri lộ đại ý của cụm từ này đó là phát triển kinh tế và nhiều lĩnh vực khác chỉ tiến chứ không lùi nhưng cái quan trọng nhất là chậu cây chứa hai đầu phi long này có cùng chung một gốc. Tại sao không để hai cây, hai gốc riêng rẽ? Điều này ám chỉ cái gì? Rất đơn giản, đó là dù hai quốc gia có phát triển độc lập về kinh tế hay nhiều mặt khác, với ai đi chăng nữa thì cũng không được quên gốc gác của mình. Đó là ý thức hệ giống nhau. Cả Việt Nam và Trung Quốc đều theo đường lối xã hội chủ nghĩa, được lãnh đạo bởi Đảng Cộng sản. Cả hai cũng có rất nhiều mặt văn hóa tương đồng với nhau. Ngụ ý của Tổng Bí thư rất rõ ràng việt nam sẽ mãi mãi luôn coi trung quốc là những người bạn hàng xóm là những đối tác quan trọng dù có nhiều vấn đề trên biển đông nhưng cả việt nam và trung quốc cần phải nhớ rõ mình giống như chậu cây này bỏ một cây là cây khác sẽ khô héo bởi vì chúng có cùng chung một gốc rễ đây là một thông điệp đã quá rõ ràng rồi chậu cây này là một lời tuyên bố việt nam và trung quốc sẽ cùng chung tay nhau để hướng tới tương lai nếu các bạn vẫn chưa tin lời chém gió của tôi thì chúng ta phải tới với thông tin chính thức từ báo chính phủ. Bài viết có tiêu đề: Việt Nam và Trung Quốc đã ký kết 36 văn bản thỏa thuận hợp tác sau tiệc trà của Tổng Bí thư. Theo đó, văn bản hợp tác sẽ được chia làm 4 lĩnh vực: lĩnh vực chính trị, đối ngoại bốn văn bản, hợp tác giữa các ban, bộ ngành bốn văn bản, 24 văn bản khác về hợp tác trên các lĩnh vực thực chất bao gồm cả kinh tế. Bốn văn bản còn lại là sự hợp tác giữa các địa phương với nhau. Trong 36 văn kiện này có một số văn kiện mà chúng ta không thể không biết. Nó rõ ràng là một lời khẳng định về một cộng đồng cùng chung tương lai giữa Việt Nam và Trung Quốc. Thỏa thuận quan trọng đầu tiên đó là bản ghi nhớ giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Trung Quốc về việc tuần tra liên hợp trên vùng biển vịnh Bắc Bộ. Điều này có nghĩa là cả hai phía đã tạm thời tìm ra được một tiếng nói chung trên các khu vực ở biển Đông. Văn bản thứ hai được ký đó là kế hoạch cùng nhau hợp tác thúc đẩy kết nối giữa khuôn khổ, hai hành lang, một vành đài với sáng kiến vành đai và con đường giữa chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa. Văn bản quan trọng thứ ba là bản ghi nhớ giữa Bộ Giao thông Vận tải nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Ủy ban Phát triển và Cải cách quốc gia nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa về việc tăng cường hợp tác đường sắt Việt Nam và Trung Quốc. Văn kiện quan trọng thứ tư cũng là một bản ghi nhớ giữa Bộ Giao thông Vận tải nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Tổng cục Hợp tác Phát triển Quốc tế nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hòa về tăng cường hợp tác, viện trợ phát triển đường sắt qua biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc. Ngoài ra, còn rất nhiều các văn kiện quan trọng liên quan tới lĩnh vực kinh tế và đào tạo nhân lực công nghệ cao. Tóm lại, với 36 văn kiện và 4 văn kiện quan trọng nhất tôi đọc cho các bạn, chúng ta có thể nói rằng Việt Nam sẽ tham gia cùng với Trung Quốc để xây dựng một cộng đồng chung tương lai cho toàn thể châu Á. Cộng đồng chung tương lai Đơn giản chỉ là sáng kiến vành đai và con đường của Trung Quốc, nối liền các khu vực đường sắt, đường biển giữa mọi quốc gia của châu Á để thông thương với nhau và ra thế giới. Tất nhiên văn bản này mới chỉ là sự khởi đầu, nó còn một quá trình đàm phán rất dài để có thể đồng thuận được cả lợi ích của Việt Nam và Trung Quốc cũng như nhiều quốc gia khác. Tôi hy vọng rằng bằng việc ký kết 36 thỏa thuận hợp tác, tương lai của những người dân Việt Nam và Trung Quốc sẽ ngày một tốt đẹp hơn. Còn tất cả các bạn, các bạn có cảm nghĩ như thế nào về vấn đề này? Xin hãy bình luận ở phần bên dưới nếu xem nào. Có thừa tiền lẻ, năm hay 10 nghìn thì cũng có thể ủng hộ cho kênh. Theo thông tin bên dưới góc phải màn hình. Nó giúp cho kênh có thể tồn tại bởi vì kênh có rất ít tiền quảng cáo do bị đưa vào tầm ngắm. Xin cảm ơn các sếp rất nhiều và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.